Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng từ hệ thống truyền hình VBS. Mời quý vị đi vào phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đang thăm Đà Nẵng, làm quan hệ Việt-Mỹ thêm thân thiết. Quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thắt chặt với chuyến thăm vào ngày 5 tháng 3 của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, tức CVN-71 và tàu USS Bunker Hill, CG-52, đến Đà Nẵng. Chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ trước nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, chủ tọa lễ đón nhóm tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Đại sứ Mỹ Daniel Kurtzbrink phát biểu, chuyến thăm này tiếp nối chuyến thăm lịch sử vào năm 2018 của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, tức CVN-70, chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Hoa Kỳ đến Việt Nam trong hơn 40 năm. Chỉ 25 năm sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương của chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tham gia các hoạt động của đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng có Đô đốc John C. Aquilino, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Chỉ huy trưởng nhóm tàu sân bay tác chiến CSG-9, chuẩn Đô đốc Stu Baker nói, chuyến thăm này cũng là bằng chứng cho cam kết của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nơi mà các quốc gia hùng mạnh và độc lập tôn trọng chủ quyền của quốc gia khác và thượng tôn luật pháp. Theodore Roosevelt là hàng không mẫu hạm thứ tư thuộc lớp Nimitz của Hoa Kỳ với thủy thủ đoàn gồm 5.000 người tham gia hỗ trợ và thực hiện các hoạt động không quân trên biển. Nhóm tàu tác chiến bao gồm tổng cộng 6.500 thủy thủ, một hàng không mẫu hạm, một không đoàn, một tàu tuần dương và 6 tàu khu trục. Trong thời gian thăm Đà Nẵng, phía Mỹ sẽ tham gia các hoạt động như biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao gồm bóng đá, bóng chuyền, giao lưu tiếng Anh, trao đổi chuyên môn về hỗ trợ ứng phó thảm họa, đặc biệt là công tác phòng và chống dịch bệnh COVID-19. Cục từ Việt Nam, để xoa dịu đe dọa áp thuế, Việt Nam mua 3 tỷ nông sản Mỹ. Việt Nam vừa ký cam kết mua 3 tỷ Mỹ Kim hàng hóa nông sản của Mỹ trong vòng 2-3 năm tới. Đây được xem là một phần trong chiến dịch nhằm xoa dịu sự phẫn nộ và mối đe dọa áp thuế của chính quyền Tổng thống Trump lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam vì thặng dư thương mại với Hoa Kỳ, theo nhận định của Bloomberg. Theo đó, thì các doanh nghiệp Việt Nam đã ký 18 biên bản ghi nhớ với 4 hiệp hội ngành hàng của bang Nebraska để mua hơn 3 triệu tấn lúa mì, lúa mạch, 100.000 con bò sống, thức ăn chăn nuôi, hoa quả, ngô và đậu nành. Truyền thông Việt Nam cho hay, việc ký kết đã diễn ra cùng với các hoạt động tại Mỹ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kế hoạch hành động tiến tới cán cân thương mại, hài hòa và bền vững giữa Việt và Mỹ. Trong khi đó, tờ Bloomberg cho rằng các lãnh đạo Việt Nam đang làm tất cả những gì có thể để tránh chung số phận với Trung Quốc. Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào giữa năm ngoái đe dọa rằng ông muốn đánh thuế lên Việt Nam vì quốc gia Đông Nam Á này gần như là nước lạm dụng tồi tệ nhất. Và thưa quý vị, các bản tin sau đây nói về việc có 5 tỉnh miền Tây đã công bố tình huống hạn mặn khẩn cấp. Hạn mặn đã vượt mốc lịch sử vào năm 2016. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Kiên Giang và Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp, tập trung ứng phó. Ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai của tỉnh Tiền Giang cho biết, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố tình huống thiên tai cấp độ 1, trong 5 cấp, thì các hoạt động ứng phó trong thời gian diễn ra xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo tình huống khẩn cấp để đảm bảo kịp thời và hiệu quả. Các thủ tục hoàn tất sau nhưng phải đảm bảo theo quy định. Hàng loạt các biện pháp được gấp rút triển khai như nạo vét, giải phóng chướng ngại vật lòng kênh, nội đồng để trữ nước ngọt, sửa chữa hệ thống cống, đắp
tất cả đập ngăn mặn, vận hành hợp lý hệ thống công trình thủy lợi, bố trí điểm cấp nước sạch cho dân, v.v. Đặc biệt, thành lập 185 điểm bơm truyền trữ nước ngọt với quy mô 506 máy bơm công suất lớn để phục vụ sản xuất. Cho đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai, về cơ bản đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt cho hơn 140.000 ha lúa đông xuân, cây ăn trái, hoa màu tại vùng ngọt hóa Gò Công, vùng dự án Bảo Định và vùng kiểm soát lũ trên địa bàn tỉnh. Nước xâm nhập nước mặn đã diễn biến rất phức tạp ở tỉnh Bến Tre, thưa quý vị. Trên các sông chính ở tỉnh Bến Tre, từ giữa tháng 1, xâm nhập mặn đã diễn biến phức tạp, đột ngột và rất sâu, tương đương đợt thiên tai 4 năm trước. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã sớm công bố tình huống khẩn cấp, yêu cầu thực hiện ngay các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay thì toàn tỉnh Bến Tre bị nước mặn bủa vây, nhiều biện pháp được triển khai. Người dân cũng có kinh nghiệm ứng phó nhưng không thể tránh khỏi những thiệt hại. Có khoảng 5.000 hecta lúa đang chết dần, gần như mất trắng. Tại huyện Chợ Lách, vườn quốc hoa kiển cây giống, cây ăn trái đặc sản, cách cửa biển khoảng 60 km, nước mặn ở mức 4 đến 10 phần nghìn vẫn tràn tới. Toàn huyện có hơn 8.000 hecta đất trồng cây ăn trái đặc sản như chôm chôm, sầu riêng, măng cục, bon bon với sản lượng hơn 100.000 tấn mỗi năm, cùng hơn 1.000 hecta sản xuất cây giống hoa kiển đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cây trái cằn cỗi khô héo chết dần vì sốc nước mặn thời gian dài. Ở nhiều nơi, người dân phải mua nước sông từ các ghe, xà lan chở từ vùng chưa bị mặn về với giá khoảng 100.000 cho đến 200.000 đồng mỗi mét vuông. Còn tại Kiên Giang, giữa tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố tình huống khẩn cấp hạn mặn, chỉ đạo các địa phương sẵn sàng các phương án hỗ trợ nhân dân khi cần thiết, kêu gọi toàn dân sử dụng tiết kiệm nước. Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, qua rà soát, ngành nông nghiệp khẩn cấp đắp 195 đập tạm trên vùng Tứ Giác, Long Xuyên, U Minh, Thượng và Tây Sông Hậu để ngăn mặn, trữ nước ngọt, phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Nếu không thực hiện biện pháp này, thì đến nay toàn tỉnh bị nhiễm mặn nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn, ông Tâm nói. Hiện nông dân trong tỉnh đã thu hoạch 100.000 hecta trong tổng số 298.000 hecta lúa đông xuân. Số còn lại sẽ thu hoạch dứt điểm trong tháng 3. Còn tại Cà Mau, 2 ngày sau khi công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp độ 2 tại vùng ngọt hóa thuộc huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời vào hôm 4 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã gửi văn bản đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị công bố tình huống thiên tai và xử lý sạt lở, sụp lún đất. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức và thời sự ngày hôm nay. Những ngày đầu tuần, Hồng Hà cùng toàn ban xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày tốt đẹp, một tuần lễ hanh thông. Mong quý vị giữ sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào quý vị.